chào các bạn quay lại với bếp của mình. Ngày hôm nay thì của mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món bánh đặc sản của người Bình Định, đó là món bánh hồng. Khi mình làm đến bánh hồng thì các bạn sẽ thấy là cái loại nếp được chọn đầu tiên đó là một cái loại nếp có tên là nếp ngự. Cái hạt nếp ngự thì các bạn sẽ thấy nè, nó tròn tròn, nó không có dài giống như cái hạt nếp ngỗng hay nếp thái mà ở trong này mình hay sử dụng. Khi sử dụng cái nếp này thì các bạn sẽ thấy cái bánh mình nó sẽ có một cái độ dẻo và dai hơn những cái loại nếp thông thường khác. Nếu không có nếp ngự thì các bạn có thể thay thế bằng nếp cái hoa vàng hay là nếp nương của người miền Bắc cũng được. Nếp trước khi làm thì các bạn nhớ là cô mình đã phải ngâm trước thời gian khoảng chừng cỡ 8 tiếng để cho cái phần nếp của mình nó mềm ra hết hoàn toàn. Bây giờ thì mình bắt tay vào xay cái phần nếp này ra nha. Bây giờ thì mình sẽ đem cái phần bột này đi bồng cho nó thật là ráo. Sau thời gian 3 tiếng đồng hồ, cô mình đã ép được cái phần bột này ra nè. Rồi các bạn thấy nè, cái phần bột này nó khô ráo như vậy nha. Cô mình cho vào đây một tí xíu nước nha các bạn, để cho mình nhồi cái phần bột này nè. Đó, mình nhồi lại cho nó có một cái độ dẻo vừa đủ để mình bắt nó lại với nhau, không được nhão nha. Các bạn thấy không? Như vậy là được rồi nè nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ để cái phần bột này qua một bên. Và cô mình sẽ phải rang một ít cái phần bột năng. Cái phần bột năng để mình rang ở đây á, là lát hồi mình sẽ áo ngoài cái bánh của mình, cho bánh của mình nó sẽ không bị dính và nó không làm khô bánh của mình nha. Mình cho cái phần bột năng vô đây. Các bạn sử dụng khoảng chừng cỡ 1 đến 200 gram nha. Rồi cô mình sẽ cắt vào đây một ít lá dứa. Lá dứa cho vô đây thì thứ nhất là nó sẽ có tác dụng là thơm bột khi mình rang, và thứ hai nữa mình sẽ cảm nhận được cái bột của mình chín hay chưa nữa nha các bạn. Và các bạn cũng không sử dụng lửa quá lớn. Nếu lửa lớn quá thì nó sẽ làm cái bột của mình nó chuyển qua màu vàng, nó không giữ được màu trắng đẹp nữa nha các bạn. Rồi cái phần bột của mình nè, đến lúc này là mình sẽ thấy cái mùi thơm nó bốc lên rất là nhiều. Và cái phần lá dứa nó cũng có cảm giác là nó sẽ khô đi. Thì lúc đó các bạn sẽ cầm lên các bạn bóp thử nè. Các bạn thấy không? Của mình bóp nghe nó kêu cái rợp một cái, có nghĩa là cái bột này đã chín rồi. Còn nếu như các bạn cảm thấy rằng là không biết nó thật sự chín hay chưa, mình có thể cho một tí xíu vô miệng, nó tan liền trong miệng, có nghĩa là bột chín. Còn nếu mà nó vướng ở trong miệng mình, có nghĩa là bột vẫn chưa chín. Dừa thì các bạn nhớ lưu ý một chuyện là mình sẽ sử dụng loại dừa không quá già và cũng không quá non. Già thì nó sẽ có cái mùi dầu, nó làm cho bánh của mình ăn nó gắt dầu, và non quá thì nó làm cho nhão cái phần nhân của mình. Bây giờ là tới lúc cô mình sẽ ướp cái phần dừa này. Mình sẽ lấy một cái lượng đường ở trong cái phần công thức của mình lúc nãy mà cô Minh nói là cứ 1 kg đường thì 1 kg bột, thì mình sẽ cho vô đây khoảng chừng cỡ 1/3 cái lượng đường đó. Rồi mình ngâm nguyên xi ở đây để cho cái phần dừa này của mình nó thấm đường và nó trong cái phần dừa lại nha. Tiếp theo là mình sẽ sên cái phần dừa này để cho phần dừa của mình thứ nhất là nó dẻo, và thứ hai nó thấm cái lượng đường vô nha. Các bạn sẽ sao cho đến khi mà cái phần dừa này của mình nè nó sẽ trong hết. Bây giờ thì bắt đầu của mình sẽ đổ cái lượng nước vô. Mình sẽ nấu sôi cái lượng nước này lên. Lúc đó của mình sẽ cho hết tất cả cái phần đường còn lại vô. Mình sẽ nấu cho cái phần nước đường này nó tan ra hết hoàn toàn nha. Rồi các bạn thấy cái lượng nước bắt đầu nó sôi lên như vậy. Của mình sẽ nắm cái phần bột này ra. Rồi mình thả luôn vào trong cái lượng nước này. Sẽ có bạn nói cô là xong để nguyên cục vô chưa nắng chi cho nó mất công, đúng không? Thật sự là khi mình nắng ra như vậy á, thì là cái bột của mình nó sẽ vàng mỏng ra và nó sẽ mau chín hơn. Còn nếu như mà các bạn để nguyên một cục vô ngay từ đầu thì nó sẽ chín ở bên ngoài thôi, còn ở trong thì nó sẽ không chín được nha. Rồi bây giờ thì bắt đầu cô mình sẽ dầm nó ra nè. Mình dầm nó ra, bắt đầu mình sẽ đánh nó lên. Cũng có nhiều bạn thắc mắc với cô Minh là hỏi cô ơi tại sao gọi là bánh hồng mà trong khi thấy cái bánh thì màu trắng,
Thì thật sự ở ngoài Bình Định thì các bạn thấy đó, bánh hồng thì cũng có những cái bánh màu hồng và cũng có những cái bánh màu trắng, là hai cái màu đặc trưng nhất của bánh hồng. Nhưng mà cái tên bánh hồng nó có nghĩa là cái bánh này người ta thường để trong những cái quả cưới. Bây giờ thì cô Minh sẽ cho luôn cái phần dừa vô đây luôn nha. Bạn thấy là những cái sợi dừa khi bỏ vào đây và mình đã sên rồi thì những cái sợi dừa này khi mình ăn nó sẽ sực sực giòn giòn, chứ nó không có bị bết ra nữa. Các bạn thấy nè, mình đánh cho đến khi mà tất cả cái hỗn hợp bột này nè nó dính hết lại như vậy. Lúc này thì cô sẽ không làm trong chảo nữa mà cô sẽ cho ra, cô hơ trên lửa. Cái lửa mình mở không quá lớn nha. Và các bạn thấy rằng là giờ nó không có dính tay nữa. Bây giờ thì mình chỉ cần là cho vô khuôn nè và mình ép nó xuống. Cái bột năng nè các bạn thấy không, cô Minh đã rây hết tất cả cái phần lá dứa ra. Và bây giờ mình sẽ để lên đây. Các bạn thấy cái bánh của mình nè, nó cong vắt à. Bây giờ mình chỉ cần để nguội là mình cắt ra thưởng thức thôi nha. Các bạn thấy đó, làm cái bánh này thì mất thời gian hơi nhiều một chút thiệt, nhưng mà mình sẽ có được một cái bánh ăn chắc chắn là gây nghiện. Hy vọng là sau ngày hôm nay thì các bạn sẽ thử làm liền cái bánh của xứ nấu này nhé. Các bạn nhớ theo dõi và chia sẻ kênh bếp của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.